Tổng thống Donald Trump khiến nội các chia rẽ khi quyết định xem xét đề nghị ân xá mà ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian đưa ra. Báo Washington Post hôm 5 tháng 6 cho hay, Tổng thống Mỹ đang yêu cầu các trợ lý soạn thảo danh sách tù nhân có thể được ân xá. Trong đó, trường hợp của bà Alice Mary Johnson, người mà Kim Kardashian xin giảm án, được ông Trump rất quan tâm sau cuộc gặp ngôi sao truyền hình thực tế này hôm 30 tháng 5 ở Tòa Bạch Ốc. Bà Johnson, 62 tuổi, đã ngồi tù hơn 21 năm vì tội câu kết với tội phạm ma túy và rửa tiền. Bà bị kết án chung thân không ân xá hồi năm 1996, dù phạm tội lần đầu. Cô Kim Kardashian cho rằng điều này là không công bằng. Theo một người thông thạo vấn đề, lệnh ân xá cho bà Johnson có thể sớm được đưa ra và các giấy tờ liên quan đã được hoàn tất trong sáng ngày 5 tháng 6. Các trợ lý và cộng sự của ông Trump cho rằng tiếng tăm của cô Kim siêu vòng 3 có sức ảnh hưởng đến quyết định của Tổng thống. Điều này dẫn tới những ý kiến trái chiều từ trong nội bộ của ông Trump, từ chánh văn phòng cho đến luật sư hàng đầu của Tòa Bạch Ốc đều cho rằng nữ phạm nhân này không xứng đáng được ân xá.